Vâng, xin được chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn quý vị nhé. Quý vị thân mến, các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 1 âm lịch thì tuổi Đinh Tỵ sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, cho nên phải gánh trên vai rất nhiều áp lực và nhất là vấn đề về kinh tế. Đây chính là thời điểm cực độc nếu như bản mệnh không nắm rõ được vận trình của mình, và cùng với đó chính là cách hóa giải thì có thể nói rằng là các hung tinh sẽ rất là quấy rối, và vì vậy cho nên là tuổi Đinh Tỵ chúng ta rất dễ bị trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra thì cũng rất có khả năng đó là chúng ta sẽ gặp hạn trên con đường công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân vây hãm và quấy rối liên miên. Vậy thì làm thế nào để có thể hóa giải được những vận hạn này? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải ngay sau đây về tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1917 trong tháng 1 âm lịch để biết rõ hơn. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ chính là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Những người sinh năm 1977 Đinh Tỵ được trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, khả năng tính toán và một tầm nhìn xa trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo, luôn tìm kiếm cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Theo phong thủy lộc tài, người tuổi Tỵ là người rất tinh ý, thông minh, có điều kiện thành gia chủ trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế. Bản thân họ chính là người có năng khiếu về nghệ thuật. Người tuổi Tỵ là người có tính độc lập rất cao, ít khi chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi, tính tình rất cẩn thận và thận trọng khi nghe và tin người khác bởi bản tính đa nghi của người tuổi Đinh Tỵ. Và đồng thời, họ cũng là một người rất hài lòng với cuộc sống của mình và yêu thích sự hài hước. Theo góc nhìn tử vi của tuổi Tỵ, năm 2022 tháng này, vận khí của những người cầm tinh con rắn sinh năm 1977 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan tích cực thì khó khăn nào rồi cũng sẽ tìm được cách xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, đặc biệt nam mệnh cần phải tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không thì sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về vấn đề tiền bạc. Trong tháng này, tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra làm bảo lãnh tài chính cho người khác kẻo gặp rắc rối. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính tài, nghĩa là thân bị khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Tỵ cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho thấy, có quý nhân trợ lực nên tháng này gia chủ sẽ phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Những kế hoạch bạn xây dựng từ trước đó tiến triển rất ổn định. Dù có rắc rối bất ngờ phát sinh thì cũng có thể giải quyết kịp thời. Bản mệnh nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng và đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc là làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc là che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả khách hàng tiềm năng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ Đinh Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Xem vận trình tài lộc tháng đầu năm Nhâm Dần của gia chủ Đinh Tị khá vượng, có nhiều nguồn thu nhập, tất cả đều có xu hướng tăng. Với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng nắm bắt thời cơ nhanh chóng, những mối đầu tư sẽ nhanh chóng nhận lại được những khoản lãi lời bất khả quan. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính cũng sẽ tìm được những vụ làm ăn giá hời. Tuy nhiên, cần phải chú ý đề phòng những kẻ không đáng tin cậy, không nên tin theo lời rủ dê, dụ dỗ, kẻo dẫn đến tổn thất tài sản. Một khi xác định làm gì, phải tìm hiểu thật kỹ lĩnh vực đó, tỷ lệ thành công mới ra sao. Còn nếu chỉ nghe theo đám đông thì rất dễ thất bại, bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu có ai đó hỏi về thu nhập hay tiền của bạn thì tốt nhất hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỷ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 1 âm lịch cho rằng, trong tháng này sức khỏe có chút khó khăn đối với người tuổi Đinh Tị. Bệnh dạ dày huyết áp có dấu hiệu không ổn định, cần phải chú ý hơn đến lối sống của mình. Chú ý chế độ ăn uống hợp lý, giảm tham gia các buổi tiệc tùng xã giao. Khi làm việc, cũng cần phải chú ý đến giờ giấc, không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc là thức khuya dậy sớm quá nhiều. Ngoài ra cẩn thận vấn đề đi lại, kẻo dễ bị va quẹt xe cộ, nhẹ thì chấn thương tứ chi và nghiêm trọng có phải động đến giao kéo. Các quý gia chủ Đinh Tị, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ tuổi Đinh Tị để mang lại tác dụng tốt nhất, cho nên bạn hãy hoàn toàn yên tâm. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các cặp vợ chồng bao dung và thấu hiểu cho nhau, vì vậy mà đôi bên có thể trao đổi, thảo luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Ở độ tuổi này, gia chủ luôn ý thức được rằng gia đình chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, nên luôn biết trân trọng và giữ gìn. Dù bên ngoài có người chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ giữ khoảng cách hợp lý. Nếu đang độc thân hoặc đơn thân, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm của người khác, không nên cứ sống mãi trong thế giới của riêng mình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Đinh Tị trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 1 năm 2022, tức ngày 3 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 1 năm 2022, tức ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 1 năm 2022, tức ngày 27 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Tị. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Tị trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa.
Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 1 năm 2022, tức ngày 24 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí từ Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công, đúng không ạ? Bởi vì mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống mà đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 1 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.